Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em giải bài 12 trang 106 sách giáo khoa vật lý 9. Nội dung bài 12 như sau. Giải thích vì sao không thể dùng dòng điện không đổi để chạy máy biến thế. Để giải được bài này, các em có thể xem lại hình 37.1 trang 100. Giả sử đây là cuộn dây sơ cấp và đây là cuộn dây thứ cấp. Khi cho dòng điện không đổi chạy qua cuộn dây sơ cấp thì sẽ không tạo ra từ trường biến thiên. Nên số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây thứ cấp là không thay đổi. Trong cuộn dây thứ cấp sẽ không xuất hiện dòng điện cảm ứng. Chính vì vậy, ta không thể sử dụng dòng điện không đổi để chạy máy biến thế. Ta trình bày bài 12 như sau. Ta không thể sử dụng dòng điện không đổi để chạy máy biến thế. Ta giải thích như sau. Dòng điện không đổi. Không tạo ra từ trường biến thiên. Nên số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây thứ cấp không thay đổi. Do đó, trong cuộn thứ cấp không xuất hiện dòng điện cảm ứng. Hay nói khác đó là không xuất hiện dòng điện xoay chiều. Đến đây, ta đã trả lời xong bài 12.